xả đo gió lọc bụi. Chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Như các bạn vừa xem đó là một cái dòng IZ65, Hyundai IZ65, Hyundai nhanh nháy. Thì đây các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái dòng xe tương đối rất là thịnh hành tại thị trường nước ta hiện nay, bao gồm cả IZ49 và IZ65. Tuy nhiên thì IZ65 có một số đặc điểm nó khác biệt so với IZ49. Nó có một vài cái cách điều khiển, cách vận hành nó khác với dòng IZ49, và đặc biệt đó chính là về cái bận lỏng dắt kim phun, lỏng dắt điện kim phun. Đây là một trong những cái lỗi rất thường gặp ở các cái dòng IZ65 cũng như là các cái dòng IZ49 cũng như là các cái dòng động cơ Winling. Đây là những cái dòng động cơ mà các bạn sẽ nghe rằng đây là động cơ Isuzu đó, đó chính là những cái dòng động cơ Winling. Thì đây cái phần về lỏng dắt điện, dây điện của kim phun là một trong những cái vấn đề mà tất cả những cái dòng xe này hầu như là các bạn đều sẽ gặp. Có một cái cách vận hành khác của dòng IZ65, hay là còn gọi là cái triệu chứng bệnh của dòng IZ65, thì nó đặc biệt hơn. Đó chính là khi mà các bạn bị lỏng dắt kim phun thì lập tức là nó xe sẽ báo lỗi động cơ, và đồng thời là xe chúng ta chỉ đạp tua máy in 2.000 vòng mà thôi, chúng ta không thể đạp cao hơn nữa. Tuy nhiên một cái điều khác biệt rất quan trọng đối với các cái dòng xe động cơ Winling khác, đó chính là riêng đối với dòng IZ65 thì các bạn chạy một đoạn đường khoảng 1 cây số là lập tức xe sẽ tắt máy, sau đó chúng ta lại nổ máy lên và chúng ta chạy, và sau đó 1 cây số sau lại tắt máy. Đó chính là cái triệu chứng bệnh lỏng dắt kim phun của cái dòng IZ65. Và cái điều này cũng dẫn đến là các bác tài rất là khốn khổ khi mà gặp vào rơi vào cái tình cảnh này. Thì đối một lời khuyên của mình đối với các bác tài mà đang chạy những cái dòng IZ65, thì các bạn nên học cách xử lý cái dắt kim phun này tạm thời thôi, tạm thời để các bạn đi về đến nơi giao hàng hoặc các bạn đi về đến kho bãi để các bạn ngày hôm sau những người thợ, những người chuyên môn kỹ thuật, người ta sẽ lên, người ta sẽ khắc phục, người ta đổi dắt hoặc là người ta chêm cho dắt nó cứng lại đó, để cho các bạn lưu thông cho nó thuận tiện và nó nhanh chóng nhất đó. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm bài video mà bên mình đã xử lý cái dắt kim phun của một chiếc IZ65, đồng thời là vệ sinh cái bộ lọc khí thải của cái xe này bằng sản phẩm D30 Voltronic. Rồi các bạn hãy cùng theo dõi video với mình nhé. Đối với việc làm sửa chữa các cái dắt kim phun của các cái dòng IZ49 và IZ65, đây là những biện pháp tức thời. Có nghĩa là khi mà xe chúng ta bị các vấn đề về này thì sẽ tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên là nó sẽ không thể gọi là bền theo năm tháng được, mà chạy một thời gian thì dắt này nó sẽ lỏng lại đó. Thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại chêm dắt, và đến một lúc nào đó mà dắt nó quá lỏng rồi thì chúng ta phải thay thế. Một điều rất là tiếc rằng là dắt của các cái dòng dắt kim phun của cái dòng IZ65, IZ49 thì nó đi nguyên theo bộ. Có nghĩa là toàn bộ dắt kim phun và dắt các cái cảm biến là nó đi theo thành một bộ luôn. Như vậy thì mỗi một lần mà nếu mà chúng ta không còn khả năng mà xử lý được các cái dắt kim phun này nữa thì bắt buộc là chúng ta phải thay thế. Mà cái chi phí thay thế thì cũng rất là tốn kém. Một bộ dắt kim toàn bộ cái hệ thống điện của dòng IZ65, IZ49 này thì nó cũng phải rơi vào khoảng 5-7 triệu các bạn. Đó, nên là đây là cái phương án để chúng ta gọi là chống chế, chúng ta khắc phục tạm thời để chúng ta đi trong một thời gian. Và một thời gian sau thì nó chúng ta lại phải xử lý, thay thế lại cái bộ jack này nếu như mà không còn khả năng mà chúng ta chêm hoặc là sửa chữa cho nó được nữa. Đấy là cái bệnh rất là dở trên những cái dòng IZ49 cũng như các cái dòng IZ65. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và một lời khuyên của mình đối với các bạn nào, các bác tài hoặc các cái chủ xe đang sử dụng cái dòng Hyundai i65, i49 này, thì các bạn nên, chúng ta nên nên biết cách để chúng ta xử lý các cái giắc kim phun này một cách tạm thời, để chúng ta có thể xử lý và giúp cho xe có thể về đến nơi để tiến hành, để có thể gọi thợ hoặc là đến những cái trung tâm để người ta sửa chữa lại cho mình đó. Các bạn nên trang bị cái kiến thức này. Và sau khi mà sửa xong cái giắc thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta phải kiểm tra xe lại một lần nữa để xóa đi các cái lỗi hiện thời trên xe, đồng thời là kiểm tra xem là cái việc mà chúng ta thay thế hoặc là sửa chữa đã hoàn thiện hay chưa. Như các bạn có thể thấy trong cái chuẩn test lỗi ban đầu á, thì các bạn sẽ thấy là xe chiếc IZ65 này đang báo lỗi nghẹt bộ lọc khí thải, và bên mình đã tiến hành xử lý vệ sinh bộ lọc khí thải này bằng dung dịch D30 khoảng Voltronic với tỷ lệ pha là 1 lít D30, pha với từ 4 đến 5 lít nước sôi nóng. Như cái bộ lọc của dòng IZ49, IZ65 rất là lớn, thể tích rất là lớn nên là phải cần đến 5 lít nước sôi cộng với 1 lít D30 Voltronic thì mới đủ để ngâm, để ngâm một cái bộ lọc của cái dòng xe này. Và sau khi các bạn ngâm trong vòng từ 30 đến 40 phút thì các bạn tiến hành xả nước ra, và chúng ta sẽ sử dụng cái vòi xịt rửa xe để chúng ta xịt sạch những cái muội than còn bám bên trong cái bộ lọc khí thải này. Một điều mình lưu ý đối với các bạn đó chính là cái bầu lọc của cái dòng IZ65, IZ49 cũng như các cái dòng Trung Quốc thì nó là những cái gốm nhưng mà nó rất là mềm, nên các bạn mỗi lần các bạn xịt vào trong cái bộ lọc này, các bạn nên sử dụng cái tia nước nó phân tán ra, có nghĩa là chúng ta để cái chế độ xòe đó để chúng ta phun, để tránh gây ra những cái bị cái lớp đầu tiên của cái bộ lọc này nó mềm á, nó yếu nên là nó sẽ bị bong ra. Nên là các bạn để ý cho mình cái vấn đề này nhé.
Và đây các bạn có thể thấy rằng cái bộ lọc xử thải, xử lý khí thải trước khi mà bên mình vệ sinh đó, nó rất là dơ và khói bám rất là nhiều đó. Tuy nhiên là sau khi mà vệ sinh xong thì các bạn thấy rằng cái bộ lọc nó đã thông thoáng và rất là sạch sẽ. Trong khi đó xe này mới chạy được khoảng 35.000 cây thôi các bạn đó. Và sau khi mà xử lý xong thì các bạn sẽ leo lên xe và đạp, và các bạn sẽ thấy rằng nước nó sẽ bắn ra. Cái bộ lọc này các bạn không cần làm khô, các bạn chỉ cần gắn lên và các bạn để xe nổ máy là tự động những cái nước ở trong cái bộ lọc nó còn lúc cho ngâm hoặc là chúng ta xịt rửa vệ sinh á thì nó sẽ bắn hết ra ngoài. Như vậy thì cái bộ lọc của chúng ta nó sẽ sạch đến 90% các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh ô tô tại Đồng Nai. Hy vọng rằng qua những video của kênh ô tô tại Đồng Nai, các bạn sẽ có thêm nhiều nữa những cái kiến thức về những cái dòng xe Euro 4, những cái dòng xe máy điện đời mới nhất bây giờ.